ngọn mía, lõi ngô hay cỏ đuôi voi. Những thứ đó được bà Đào Thị Ánh ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng chuẩn bị để cho đám chồn nhung đen. Đã 2 năm nay, công việc chính của người nông dân này không còn là đồng áng mà quay quần bên đàn chồn nhung. Không mất nhiều công sức như nghề làm ruộng, nuôi chồn nhung, bà Ánh chỉ việc tận dụng những phế phẩm nông nghiệp là đã có thể đảm bảo cho sự sinh trưởng của cái loài ăn tạp này. Nói chung là những cái thức ăn thừa của người, những cái già, su hào, lá bắp cải, tất cả các loại củ quả, cà rốt đều tận dụng cho chồn ăn được. Cũng như bà Ánh, nông dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay Thái Nguyên đang coi mô hình nuôi chồn nhung đen là cách thoát nghèo. Và trên thực tế, đã có nhiều gia đình thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ việc nuôi bán con giống. Nhưng nhiều quá, hóa nguy. Bằng chứng là trên thực tế chưa có một nhà hàng nào phục vụ thịt chồn và cũng chưa có doanh nghiệp nào thu mua. Nên giờ đây, việc sở hữu cả nghìn con chồn thương phẩm trở thành nỗi lo của những người nông dân. Ngày trước thì em đầu tư là 100 đôi chồn, thì cái giá ngày ấy là 2 triệu 3 một cặp, cao hơn giá bây giờ rất nhiều. Bởi vì bây giờ khi người ta tìm hiểu thì nuôi thì nó phát triển, cái giá thành nó xuống. Con này mới có 3 năm, tức là một cái giai đoạn đầu nó vô cùng ngắn ngủi, và cũng vì thế nó rất đắt. Đắt thì mọi người phải nhân ra thì vừa cũng không chưa dám ăn. Nuôi dễ, sinh sản nhiều hơn cả chuột là hai đặc tính nổi bật của con chồn nhung đen. Mỗi năm, một con cái có thể cho ra đời 5 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 7 con. Tốc độ phát triển gần như theo cấp số nhân, khiến cho một cặp chồn chỉ sau 1 năm đã nhân giống lên đến hàng trăm cặp. Tuy đã được chứng minh là hiền hơn chuột và không nằm trong nhóm sinh vật ngoại lai xâm hại, nhưng theo các chuyên gia của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thì người nông dân vẫn phải cẩn trọng trong việc nuôi cũng như kiểm soát đối với loài gặm nhấm này. Khi mà đã biết đây nó là trong cái bộ chuột, đúng không? Bộ gặm nhấm, thì tất cả những cái loài trong cái bộ này, cái tốc độ sinh sản của nó cũng rất là nhanh, tuyệt đối là không có được để những cái loài ngoại lai sống ra ngoài thiên nhiên. Đấy là việc tối kỵ. Đã có một thời gian, cả người nông dân lẫn các nhà khoa học đã rất háo hức với ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, rồi hải ly. Nhưng sau đó, người ta đã tá hỏa vì chúng sinh sôi quá nhanh, rồi đe dọa đến môi trường sinh thái. Câu chuyện tương tự rồi cũng có thể xảy ra với trào lưu nuôi chồn nhung đen ở Hải Phòng hay ở nhiều tỉnh thành khác hiện nay. Khi đầu ra chưa ổn định và số lượng thì không thể kiểm soát, những con chồn đen này chưa biết có là vận đỏ thực sự của người nông dân hay không.